Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Tiền Sư Phụ đây. Quay trở lại với các chương trình Airdrop thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn chương trình lên tới tổng giá trị 10.000 Scrub dành cho riêng cộng đồng ở Việt Nam này. Và điều kiện thì các bạn phải tham gia cộng đồng Telegram ở Việt Nam và các bạn sẽ nhận được tối thiểu là 10 góp vào ví của các bạn. Nên những ai mà chưa có, với những người đã đăng ký tài khoản Coinnet thì các bạn sẽ nhận được tối thiểu là 25 token góp vào ví này. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tham gia nhé. Đầu tiên thì các bạn tham gia cái Aerobe, tham gia cái Telegram của nó. Đây thì mình sẽ vô vào nhóm Telegram này. Đây các bạn join vào nhóm Telegram. Ok, sau khi join vào nhóm thì chúng ta sẽ điền thông tin này. Telegram của bạn username này, các bạn điền username có còng ở phía trước. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ điền địa chỉ ví này. Địa chỉ ví thì các bạn sử dụng ví MetaWallet nhé. Đấy, các bạn điền vào. Các bạn điền địa chỉ ví MetaWallet và các bạn tích vào phần có này. Ở đây thì cái nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập cái tài khoản Coinus và nếu như các bạn đã đăng ký thì các bạn sẽ được nhận thêm cái coin cái góp này nhá. Ở đây thì nó không bắt buộc, thế nhưng mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký nha. Các bạn click vào đường link và các bạn nhấn vào đăng ký bình thường thôi. Các bạn có thể đăng ký bằng email. Ở đây thì mình sẽ sử dụng email cho nó dễ nhá. Các bạn nhấn send code này. Đấy, thì kiểm tra cái email của chúng ta. Đây, cái kiểm tra email này. Copy cái đoạn code này, paste vào. Nhập mật khẩu này. Nhập lại mật khẩu. Sau đó các bạn tích vào đồng ý điều khoản, nhấn register. Nó sẽ báo là chúng ta đã succeed, các bạn có thể điền sang bên này luôn. Email mà chúng ta đã đăng ký tràn nhé. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Còn các bạn có đóng góp hay thắc mắc gì thì các bạn có thể comment ở đây. Cái này cũng không bắt buộc. Có thể là các bạn hỏi là bao giờ trả token nhé hả? Đấy. Sau đó các bạn nhấn gửi. Đấy, như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái chương trình Aerobe rất là đơn giản để tham gia cái chương trình nhận cái token góp này nhá. Cái token góp này thì nó đang có một cái dự kiến là sẽ bán cái EL của nó ở bên sàn là Coinus này này. Đấy, thế nên là nó sẽ có phát cái chương trình Aerobe dành cho cộng đồng Việt Nam. Đấy, những bạn nào mà muốn mua hoặc là muốn tham khảo cái dự án này thì có thể lên cái sàn này để tìm hiểu thêm nhé. Ở đây thì mình chỉ giới thiệu cho các bạn cái chương trình Aerobe của nó thôi. Đấy, cảm ơn các bạn, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.